Thì cái này con của chị Yến bé trai đây ha mọi người, thì làm cà phê cho mấy thợ đóng La Phong uống nè. Ai kêu con làm á? Dạ anh Hiển kêu. Con biết làm không? Dạ biết. Con thường có làm cái này không? Dạ có, làm cho cha con uống. Con làm cho cha uống hả? Dạ. Rồi, giỏi với trời. Thường cha con kêu rồi con làm hả? Dạ. Ai có ai chỉ con không? Dạ không. Tự con làm ha? Dạ. Còn mẹ không gài mắt con có thấy mẹ gì không? Dạ không. Không hả? Rồi tối con ngủ con có nhớ mẹ không? Nhớ. Nhớ ha. Rồi con có khóc không? Dạ không. Không ha. Con buồn không? Dạ buồn. Buồn ha. Hết được gặp mẹ hả con? Đó là bé trai con của chị Yến đó mọi người. Đang quậy cà phê cho mấy thợ đóng La Phong uống. Thường thường lúc mẹ còn sống mẹ có nói gì con không? Rồi lúc mẹ còn sống mà mẹ mua đồ cho con ăn hả? Dạ. Con hay ăn cái gì mà mẹ mua? Con thường hay ăn gì? Minh. Con không có. Không có thèm ăn gì. Không thèm. Mẹ biết gì mẹ mua đó. Mẹ biết gì mẹ mua đó cho con ăn ha. Dạ. Chế cà phê vô pha. Con chế gì con quậy con biết ngọt hay đắng không? Dạ không. Không ha. Dỗ chưa mọi người? Thì lớn biết con quậy cà phê rồi đó. Hồi sáng ngày ai quậy cà phê cúng mẹ con à? Con không biết. Con không biết hả? Chứ không phải con quậy hả? Không. Con cúng cơm mẹ chưa? Dạ chưa. Chưa nữa hả? Chừng nào có mấy cúng? Khoảng chút nữa. Chút nữa ha. Dạ. Thường đi học là ai cho tiền con đi học? Dạ cậu. Cậu hả? Chứ mẹ không có tiền cho hả? Ít khi mẹ cho. Ít khi mẹ cho ha. Chắc mẹ con đâu có tiền đâu nên không có cho con ha. Con đi học bữa nhiêu tiền mấy ngày? Dạ 20 ngàn. 20 ngàn ăn sáng ha? Dạ. Ăn với cơm á ha. Người thấy con nghiệp không? Dẫu quá trời ngồi. Mời cà phê cho mấy chú thợ. Đi học mà mẹ đâu có tiền, đâu có cho đâu. Lớn lên mở quán bán cà phê luôn coi. Con ước mơ nữa con học con làm gì? Pha chế hay gì? Con không biết. Con chưa biết nữa ha. Dạ. Ai cũng khen có má má lúc đồng tiền đẹp. Thương hiền lành đó. Xúc quay cà phê xong múc nước đá vô mọi người. Thấy tội không? Con có ghệ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Tính là mấy tuổi mới có ghệ con? Con không biết. Không biết hả? Con có vợ sớm sớm thì nặng nữa nó kêu vợ về giữ em tiếp.
Thường thường con có kẹo sô-cô-la rồi con ăn không? Dạ. Có không? À, không. Không hả? Từ ấy nhà con có ăn không? Không. Không có luôn. Dạ. Vậy là đâu đâu có ai đâu mà có tiền đâu mua ăn với đâu có ai cho hả con? Dạ. Ừ. Thèm sẹo sô-cô-la mà từ ấy giờ từ nhỏ lớn thì đâu có đâu ăn mọi người. Tội không? Sáng là ba con làm là con quậy liều phê cho ba con ha. Dạ. Ừ, giỏi quá. Cà phê cha, cha tự làm. Cà phê cha luôn hả? Cà phê cha luôn. Thương cha, thương mẹ, bé nè. Giỏi quá trời, giỏi luôn. Mới mốt có vợ về nấu cơm cho vợ ăn luôn. Em ơi. Nấu cơm cho vợ ăn, giặt cái đồ, giặt đạt được luôn. Thằng con để muỗng lên con. Ra đâu mẹ đi bên. Rồi bưng vô cho mấy chú làm. Bưng vô đi con. Ừ. Làm xong rồi cái bưng vô cho chú uống đó. Giỏi quá trời luôn. Chứ anh nó chạy vô con cá nguyên một ngày nằm mới gặp cái bên á, họ thấy nó nổi, thấy nổi cũng chết à. Con làm bây giờ mà chỉ nè. Nó chị làm vậy hỏi con thấy nghe không? Đó thì giấc này đóng la phong ở phía trước xong rồi đây ha mọi người. Đó, mọi người thấy sáng trưng không? Con thấy đóng gì đẹp không Minh? Dạ. Con thấy gì đẹp không? Đẹp. Đẹp phải không? Dạ. Chiều nay có máy lạnh rồi vô máy lạnh ngủ ha. Dạ. Ừ. Giờ mấy chú khai với tụi ba đi. Con thấy sáng trưng không? Ngon lành rồi đó. Bớt nóng rồi đó. Đóng máy lạnh, ủa đóng cái la phong là con bớt nóng rồi. Dạ. Đâu còn nóng nữa đâu. Ha. Rồi con đi chơi đi ha. Đó, mọi người thấy đóng là phòng xong rồi nè. Rất là đẹp ha. Nhà sáng trưng rồi nha mọi người. Ừ. Rất là đẹp luôn. Ừ. Ngon lành. Đó, đây đóng dài vô. Thì ở đây cũng đóng rồi luôn nè, đó mọi người thấy không, rất là đẹp đó. Giờ là đâu đóng khúc mà sau này nữa nha mọi người, đóng đóng khúc này nữa, còn đóng trong trong đây cái nữa. Rất là đẹp ha, đóng cái nhìn nó liền bon liền, sáng trưng liền. Quá ngon. Và mọi người thấy ở đây thì cái chú chó này á là hồi lúc mà chị Yến là còn sống là chị Yến là thường bắt bù chét cho con chó này nè mọi người, nhưng bây giờ chị đã mất xong rồi thì chú chó này cũng nằm kế bên cái cạnh bàn thờ đó. Người thấy thấy tội nghiệp không? Nằm kế bên trong chỗ cái bàn thờ của chị luôn nha. Dưới người chăn cái cửa phòng lúc nào cũng nằm vậy chân á. Phen. 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 Nó nằm đi xong nha mọi người. Ừ. Còn la phong thì đóng từ đây tới chiều rồi xong rồi nghe mọi người. Đó, xong từ đây tới chiều rồi xong la phong rồi đó. À, ngon lành rồi đó.
Nằm như nè. Đây thì anh Tâm cũng mới cúng cơm cho vợ rồi nha mọi người. Không vậy cà phê sữa uống nè. Thấy không? Phòng con 3-4 đứa con rồi. 7 đứa mà cho hết 3 đứa rồi, còn 4 đứa. Trong đây thì anh Tâm đang làm cái quạt hút. Đóng ngồi nhìn thấy đáo quá trời anh Tâm. Đúng rồi, thấy nó sáng trưng à, mùa đá quá trời rồi. Giỏi quá. Cái đó gì mà nữa mình lấy hồ mình chét vô thêm quá anh Tâm. Dạ, trước mắt là anh lăn cái này. Lăn đó ha. Dạ, lăn cái cho nó khô nó cái qua quay qua mình lăn cái lạc nó lẻ lắm. Dạ. Đúng rồi. Mình để gì là nó hút ra rồi ha. Nó hút nó hơi nóng ra bớt. Để không phải cái thằng là cái thằng máy lạnh nó bả về em hoài. Dạ. Thì em cũng biết cái đó. Dạ, mẹ ơi. Dạ. Cứ mình làm từ từ. Dạ. Cái này kêu ai làm tiếp anh sợ mình anh làm không nổi tội nghiệp anh. Cái này là thấy anh Tâm mà ốm mà mọi người ốm hơn bữa hổm mà nè. Cũng làm quá cho lớn làm. Này tự giờ mới có một nước hả anh Tâm? Dạ, mới có một nước à. Dạ, nước nữa là nó ngon lành đó. Nước nó không lết thì em quất thêm góp nữa. Dạ. Cái dùng cái tủ là tôi có sân rồi. Nếu như em quất cho nó giấu rồi, mắt luôn. Giờ cái tủ này bỏ đi mình không có để nữa. Quá trời cái tủ rồi. Cho mấy cháu nó sạch sẽ à. Cũng nặng dữ ha. Bây giờ mình mà đẩy ra ngoài. Nó có bánh xe. Đẩy ra ngoài. Có bánh xe mà. Rồi anh hai ha. Anh hai hả? Anh hai đó. Anh hai. Anh vợ. Giờ con mình ảnh đơn chiếc là gán chiếc con đi. Sao vậy? Đó con. Cũng là ba cái đồ tinh cái đồ người ta cho không mọi người. Chứ anh có gì đâu. Mẹ đây. Sơn đổ lên cái phong thủy cho vợ của anh. Mấy cháu về đây rồi mình cũng khỏe nữa anh Tâm. Dạ, anh mình ra vô nó kế bên, bên nó dễ. Bởi vì nó na tùm lum cái chân đó, phải cái tay chân nó có một cái ống tẹo vậy đó. Dạ. Gì, cái mình ở đây mình khổ nữa. Mấy đứa nít thì đâu bằng mình đâu. Dạ. Này chút nữa mình có lòn dây điện ở đây không? Lòn vòng qua đó không? Đây nè. Lòn đây nè.
đi điện lại. Dạ, dạ, dạ. Em đi, anh đi lại ha. Anh Tâm kiếm cái gì đó mán cái gì điện ghim cút trực tiếp trên cút này rồi đỡ thì cũng nóng lắm chứ nó bớt mùi. Mùi hôi nè. Đã bị cắt ở dưới rồi. Nghe con thơ ăn lại, yeah. Có ai đi mua được. Giờ chủ yếu mình lo trong cái phòng cho nó xong rồi khỏe hả? Thấy chưa? Gọi cái tủ ra là khỏe thôi. Có gì cái mình ở ngoài mình làm mà mình đóng cửa lại được. Mình mùng niệm đi ngủ nó cũng rách hết trơn rồi mọi người. Rách bung hết trơn. Ta cho đó. Niệm người ta cho luôn hả? Ta bỏ mình xin về đó. Người ta bỏ mình xin đó ha. Cái này em dạ. Niệm này cũng người ta bỏ, người ta cho, ảnh xin về mọi người chứ không có mua nữa nha. Xin ngoài cái nào mà xài mà ta bỏ thấy ổn là xin về nè. Dạ. Còn cái vườn nó thì bà bên đây, bà không có chỗ để, bà qua bà thấy bà bán rẻ cho 500 bò. Vườn sắt nãy ha. Chứ dạ. Đâu có sản phẩm chứ đâu mà. Dạ. Cái đống này đem ra luôn đi nha, cũng để đây nữa. Đống này để đem ra bỏ luôn đó. Để ngoài trước. Để xa hàng mình luôn, nó làm được từ đâu. Trời ơi, cái tủ nó đen thui rồi. Cái tủ nó hư rồi. Cái tủ nó đen mà nó màng nhện không 100% á. Nói vậy. Cái này mình làm mới luôn rồi chị. Mới luôn rồi. Cho cái phần quà ba em bé sơ sinh về mới luôn. Sát trùng của nó luôn. Là phòng đẹp quá ha. Đúng là phòng mà nhìn đẹp. Gắn cái máy lạnh vô nữa, chiều ra khoan để cái máy lạnh nữa. Chiều nay khoan máy lạnh là ngày mai nó mát cử rồi đó anh Tâm ơi. Phải vô nè. Chết chết ngoài đây nè. Chết ngoài này nè. Bây giờ mua cái bóng đèn sáng lên, bóng đèn này tối. Bóng đèn mà loại mới á. Bóng đèn tròn cũng được, anh cho anh mua. Bóng tròn. Bóng tròn LED. Bóng tròn mà bóng LED, bóng lớn để vô sáng dữ dằn luôn. Minh đâu rồi? Không dài thòn chứ đi dướng tới dướng lại đâu? Dạ. Rồi xài qua ngày đấy luôn đó. Cái đó nó không tròn. Dạ. Thế nào mà tạm dọn được là ông xài chai luôn. Dạ chứ không có bỏ ha. Hai mà nói cái đó hơi sửa rồi. Dọn ra ngoài luôn cho anh Sơn luôn đi. Giờ kêu hai người vô ngưỡng đầu khiên điểm á. Thấy mấy đứa hồi nãy vô nhìn thấy cưng quá trời hay không ta? Dạ. Nhìn nó thấy tội nghiệp quá. Giờ giấy là nó sót nó ngứa. Dọn cái quét lao hết trơn cái trống trải cái. Cho cái phòng nó hóa cái bóng đèn sáng lên là ok. Cái máy lạnh về nữa. Tiếp ạ. Tâm ảnh sơn một chút nữa là cái như là xong cái phòng rồi đó nha mọi người. Mình sạch sẽ rồi đó. Mình còn lăn lại một nước nữa là ngon lành rồi đó. Đổi phong thủy cho các cháu vô đây các cháu ở nè. Lúc trước anh vẽ mấy này chắc cũng lâu lắm mới rồi hả anh Tâm? Vẽ lại gai hoài vậy đó. Nó gai hoài vậy ha. Chứ mấy người kia phải đi vẽ thôi, đi vẽ
đồng ý. Dạ. Nhà mình lâu lâu có việc bị cháu dò nội. Dạ. Dịch thì không có đi đâu, mình ngồi ở nhà dễ vậy ha. Cái này là hộp gì đây? Giấy tờ mới đó nghe. Giấy tờ đó. Để cái này lên cái cậu là trong tủ á. Buồn. Không biết không biết nó có ăn không nữa. Không có sợ nó không ăn á anh, nó buồn nó bỏ ăn á. Ăn ha. Chúng ta lấy cái bọc nó ra luôn. Sát khuẩn hả? Dở hùng lấy cái bọc ra. Cái đèn này giùm ba. Mới mua hả? Ừ, gắn luôn. Vậy là gắn lên đây được nè. Luôn ha. Nè anh gắn coi sáng không? Bóng quá bự rồi. Đó, vậy cho nó sáng. Bự quá mà nó chết. Cái phòng không mở đèn tối hù luôn ha. Tối quá. Đúng chui không? Nó có một loại chui đó hả? Đó. Sáng rồi liền. Đó, đó gì là sáng quá trời sáng rồi nè. Đó, ra phòng khác liền rồi đó. Sáng nhịn đẹp lên liền. Không, không thì nó khác liền. Sáng này sáng trắng, trắng xanh. Không, sáng vậy mới sạch đó anh thấy không? Sạch bon. Đó, anh thấy đường anh đó, vậy anh thấy đường dễ làm không? Làm cho tới thôi hả? Cái phòng đẹp chưa? Nhung thấy đẹp không? Quá ngon rồi hả mọi người. Còn sơn nước nữa là sạch bon luôn rồi đó. Nó lo phong mà đóng ngồi đó. Em ve chó nè, con chó là chuẩn bị nha nè. Có ve à, kìa, có chừng nữa nó bò vô em bé nha. Mấy đứa bé mà rồi nó khổ nha, có ve chó nhiều lắm nha. Con ve là sao con? Đây nè, con ve chó nè. Thấy không? Tí tí đó. Con ve này nó cắn em bé là rồi đó. Mấy chó con này bò vô nè. Đừng cho nó vô. Chó không được vô nhà. Mấy con chó là phải để ở ngoài hết. Mấy con chó con á. Mua cái chai bởi diệt ve chó luôn. Cho mấy con chó nó hết chết hết ve đi. Không, mình mua cái bịch gì đó mai. Mai hôm qua em mua cái bịch gì để tắm cho nó cái là hết chơi nè. Không còn con ve luôn. Ngon lành rồi đó ha mọi người. Anh thấy là